Kính thưa quý vị thân mến, hình ảnh mà quý vị vừa mới xem xong là hình ảnh của em Trang năm nay 19 tuổi quý vị. Để Thành Nguyên nói sơ qua về cái hoàn cảnh bi đát này nè quý vị. Hiện tại Thành Nguyên đang có mặt tại xóm 4 xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cô Hải năm nay đâu đó gần 60 tuổi quý vị. Chồng mất mấy chục năm nay rồi, một mình nuôi ba đứa con và một mẹ già 100 tuổi quý vị. Thì cái người con gái đầu tiên là bị ung thư tuyến giáp mà nó nằm ở cái giai đoạn cũng khá là nặng rồi. Người con trai thứ hai nữa, tại nhà được một người con trai, tính là nhờ được cái người con trai đó quý vị. Nhưng em lại bị mờ hai mắt và hiện tại thì bây giờ đang làm cho một cái xưởng tư nhân để mà làm tăm cho người mù đó quý vị. Thì tất cả mọi thứ đều nhờ vào người con gái mà quý vị vừa mới xem đó, là em Trang 19 tuổi đang sinh sống và làm việc ở ngoài Hà Nội. Thì có một cái điều trớ trêu này quý vị. Em bị một cậu con trai nào đó dù làm sao đó mà có thai. Thì vừa mới sinh con được đúng một tháng quý vị. Đúng một tháng đang nằm cữ. Thì bỗng một ngày đẹp trời quý vị, em bị đột tử. Và hiện tại là bị chết mất nửa người. Cái triệu chứng nó giống như là bị tai biến vậy đó. Thì cái hoàn cảnh này trước đó là Thành Nguyên nhận được qua Zalo, nhưng mà hồi kỳ thì Thành Nguyên đang ở trong Cần Thơ, Thành Nguyên không có mặt ở đây. Cho nên hôm nay Thành Nguyên có dịp về quê hương thì Thành Nguyên hứa là Thành Nguyên sẽ đến thăm cái hoàn cảnh này. Thì thực hư cái hoàn cảnh này như thế nào thì ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào thăm nhà cô Hải ha quý vị ha. Đây là quý vị. Nói chung nhà cửa thì rất là bề bộn bởi vì nhà toàn người bệnh không quý vị. Dạ con chào cô. Chào em. Chào em. Ôi giời ơi. Bà ngủ hả cô? Bà nằm nhắm mắt. Dạ bà nằm nhắm mắt ha. Người thấy nghe bảo bà trăm tuổi hả? Gần trăm. Gần trăm à? Ôi giời. Sao? Tình hình sức khỏe sao em? Sao thấy mắt bên này nó kéo rồi không? Tôi đấy. Ủa vậy đó hả? Tôi đấy. Nhưng mà trước đó có sao không? Không, trước đó có. Chúng là bữa nữa là bữa ở ngoài Hà Nội về ở Liverpool bệnh viện lớn là mắt hơn tôi hẳn. Mà dương vẫn đời nói tôi hẳn vẫn đời xuống đấy. Dạ dạ. Tôi. Thấy giống như bị lệch hẳn luôn hả? Lệch hẳn. Rồi em bé tội nghiệp chưa? Mẹ vậy rồi. Bây giờ là được đây được 2 tháng này. Được 2 tháng rồi. Như vậy là từ hôm bị đến nay là cũng được tháng rồi à? 1 tháng đấy, 1 tháng mấy ngày đấy? 1 tháng mấy ngày rồi. 1 tháng. Tính ra 1 tháng 3 ngày 4 ngày. Tính ra 1 tháng 3 4 ngày rồi. Cái lần trước anh nghe có nghe cái thông tin là em đang nằm ngoài Hà Nội đó. Nhưng mà hồi đó thì anh đang ở trong Cần Thơ cho nên là anh không có về được. Hôm nay thấy em đi về nhà đây rồi thì anh qua anh thăm mẹ con xem sao. Rồi cô quay qua đây cho con trò chuyện xíu coi. Đây là quý vị, cô Hải đó thì năm nay là nhiêu hả cô hả? Năm nay là 60 tuổi. Cô 60 rồi à? 60. Còn em tên Đức, Đức ha? Đó đó quý vị, tưởng là nhờ được cậu con trai đó, nhưng mà cậu con trai mắt cũng bị mờ. Dạo này có làm cho cái hãng tâm gì đó nữa không? Em đi làm tâm cốt đấy. À làm tâm cốt hả? Dạ. Làm đấm bóp đó ha? Dạ. Massage. Rồi bây giờ là Trang đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ là cái phần nào của em bị liệt em cho anh hay nào? Em phần trái ạ. Em trái là bị liệt hoàn toàn. Trái là bị liệt hoàn toàn luôn? Dạ. Bây giờ em thử thả cái tay bên kia rồi em thử giơ lên cho anh coi. Em giơ được không? Không liệt hẳn luôn đấy nữa hả? Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ họ nói là bây giờ kiểu là mình phải điều trị á. Phải điều trị là điều trị sao? Kiểu điều trị hàng năm. Hàng năm ạ?
Dạ. Nhưng mà khả năng sao em? Khả năng cũng chưa biết được sao anh ạ. Chưa biết được sao hả? Dạ. Ồ, trời, cái mắt sao mà nó kéo lệch luôn trời. Cái mắt bên đó em nhìn có rõ không? Chị nhìn thấy bóng bóng thế ạ. Thấy cái bóng thế hả? Dạ. Bên trái thì thấy rõ hả? Dạ. Ủa? Tay thì tay bên bên trái mà mắt thì mắt bên phải. Ừ, nó kéo chéo vậy ha. Đây. Kéo. Rồi chân bên này cũng liệt luôn. Đúng rồi, cái đây liệt hoàn toàn. Ôi giời ơi. 19 tuổi đúng không Trang? Yeah. Năm nay 19 ha. Đang nuôi một mẹ già năm nay gần 100 tuổi đúng không vị? 90 mấy hả cô? 97. 97 hả? Ừ, vậy mà Thành Nguyên nghe là 100. Ừ. Nhưng mà như vậy là quá thường thọ. À, Trang chia sẻ cho anh xíu nào, cái triệu chứng lúc ban đầu là sao Trang? Em kiểu nó cảm thấy nó tê cả chân cả tay đó. Tê tay và chân. Dạ. Rồi sau đó sao? Sau đó thì em cũng nghe mẹ kể lại, lúc của em cũng nghe biết gì luôn. Mẹ kể lại là nó lên cơn co giật đó. Ừ. Em chỉ vào đêm là em cảm giác như kiểu một lắm hổ dương á. Nhưng mà cả nhưng mà mô luôn là cứng, không nói cái gì á. Mô mô cứng là không nói cái gì luôn. Miệng nó cứng lại. Dạ. Muốn kêu mà không kêu được á. Nhưng mà cái này là bị đột quỵ hay là bị tai biến? À, nó ghi trong cái đấy là đột quỵ. Đột quỵ thần kinh. Ờ. À, con hỏi này, bình thường nhà mình làm gì? Thì mình làm ruộng. Làm ruộng cho làm tí lắm. À, làm ruộng ha. Rồi một một mình tráng đáng hết cả gia đình hay là Đức có phụ không? Chắc có phụ thêm cho mẹ hả? Mà chỉ có thần như Đức có con cái nào khanh này đi. À, Đức rồi vợ con đâu? Vợ em mình đi ông Đức điều trị được biến á. Ồ, vợ bị gì? Thì suy nhược cơ thể về thì máu lưu thông lên nào. Ờ. Suy nhược cơ thể hả? Rồi Đức mấy đứa con rồi? Em hai đứa. À, lớn cho em. Một đứa năm nay trên 2 lên lên lớp 5, một đứa kia 2 lên lên lớp 2. À, lớp 5 lớp 2. Ừ. Rồi, thấy thương chưa? Ngon chưa? Chắc đói hay sao? Đói mới uống sữa mà. Phá sữa. Trai là gái cô? Trai. Trai ha. Ừ. Rồi bây giờ em thấy trong người cô có mệt mỏi hay có sao sao? Nhưng một đêm em kiểu có rút trong xương. Có co rút trong xương hả? Dạ, đau hơn nhất trong xương. Đau nhức trong xương ha. Dạ. Mà cái phương pháp của bệnh viện bây giờ là người ta đang điều trị là điều trị như nào em? Kiểu là nó dí điền này, rồi là nó kiểu là mất xá cho mình á. À, nó dí điện và mất xa hả? Dạ, uống thuốc. Vừa uống thuốc nữa. Dạ. Nhưng mà như vậy rồi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con không? Và chú là em từ lúc em đi viện chứ là cho nó ăn sữa ngoài. À, sữa ngoài ha. Dạ. Ừ. Em không giảm cho nó ăn sữa mẹ, sữa với ổ thủ bố thế đều á. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đó thì Thành Nguyên đến đây vì trước đó có nhận được cái thông tin. Thật sự là cái khi mà anh nhận được cái thông tin đó là anh nghĩ bản thân Trang á là lành ít dữ nhiều quá Trang. Hồi đó là ai cũng nghĩ vậy đúng không? Vì hồi đó là thấy người nhà là xôn xao hết làng trên xóm dưới rồi quý vị. Đấy, là chuẩn bị cái tâm lý hết rồi. Đấy, thì cũng may được bác sĩ chạy chữa sao sao rồi cứu được nhưng mà lại bị liệt mất nửa người đó quý vị. Đấy, mắt thì một bên nó kéo cho bị lệch luôn và bị mờ luôn. Mới sinh cháu được một tháng thì bị như vậy, đang trông cữ. Rồi thì như vậy này cô Hải ngồi quay mặt ra cậu ra đây cho con xíu coi. Con hôm nay con nhận cái thông tin như vậy đó, thì con về đây thì con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm cũng gửi đến cho gia đình mình một số tiền nào đó ha. Trước mắt là vậy đi, còn nếu như sau này mà cô chú anh chị trên cộng đồng mà có đồng cảm nhiều hơn nữa thì cô gửi gắm gì đó thì lúc đó con sẽ thăm hỏi sau. Đây là số tiền 10 triệu đồng con nhờ cô Hải đếm giùm con đấy.
Dạ, mình cứ đếm đi ạ. Tiền của Mạnh Thường Quân cho nên là mình cứ rõ ràng. Nhìn cháu rất là kháu khỉnh luôn, rất ngoan luôn. Đủ ha? Dạ, dạ. Thì cô thay mặt gia đình. Em đưa lại gần gần chị. Cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm của cộng đồng mạng. Cũng như vợ chồng Thanh Nguyên cũng đã đến để hỗ trợ động viên gia đình cô và cùng với cháu. Dạ. Một lần nữa thì cô rất cảm ơn những cái người không quen biết cô mà đã hỗ trợ cho gia đình cô, thì là cô cũng cảm ơn thôi. Dạ. Nói chung thì thấy cái hoàn cảnh này thấy thương. Thật sự là trong nhà thấy toàn người bệnh nữa, rồi trẻ con nữa. Đó, bây giờ mới sinh ra mà đâu có được uống sữa mẹ đâu quý vị. Trang có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho cô chú anh chị và quý Mạnh Thường Quân và điều không em? Em cũng không nói gì, em không biết nói chi, em chỉ biết là em cảm ơn mọi người giúp đỡ nhà em, tất nhiên em biết khi gì hơn nữa. Thật đấy, bởi vì nhà em khó khăn á. Thế em cảm ơn mọi người nhiều. Thật. Bây giờ em cũng nghĩ chứ em nghĩ tối đang đi thế này nó nhỏ quá. Ok, cố gắng nhá. Dạ, em mai cũng cảm ơn vợ chồng anh chị chứ em biết gì. Rồi, không có gì em. Rồi, bây giờ như vậy, con thì con ở xa. Lâu lâu con mới có dịp con về quê lần. Cho nên là bây giờ gia đình mình cứ cho Thành Nguyên cái số điện thoại ở trên cộng đồng đó. Rồi nếu như bà con cô bác ở trên cộng đồng ai có thương tình đó, mà có gửi gắm cái gì đó thì cứ thông qua cái số của gia đình mình hay có ha. Dạ, cho con cái số điện thoại 038 562 9054. Đó là số điện thoại của cô Hải đúng không? Dạ. Thì nếu như quý vị mà có đồng cảm với hoàn cảnh này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua số của cô ha quý vị ha. Dạ, còn như Thành Nguyên thì thật sự là Thành Nguyên lại xa quá, mà lâu lâu Thành Nguyên mới có dịp về. Mà cái trường hợp của em Trang thì thật sự là quý vị biết rồi, bây giờ nuôi con nhỏ mà bản thân thì lại bị liệt nửa người, thật sự là rất là cấp bách và cũng rất là cần những cái tình thương mến thương của quý vị trong cái khoảng thời gian có nghĩa là cấp bách gần nhất đó quý vị. Còn đưa cho Thành Nguyên thì cũng được, nhưng mà nhiều khi Thành Nguyên ở xa Thành Nguyên tới cũng hơi lâu. Dạ. Yeah. Rồi thì Thành Nguyên cũng chúc cho gia đình, chúc cho em Trang ha, Trang ha, cố gắng nhá. Nói chung là thật sự là hoàn cảnh của em cũng sẽ được rất là nhiều các cô chú, các anh chị trên cộng đồng cũng rất là thương, em nghĩ là vậy. Rồi Thành Nguyên cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành giáo thông cùng Thành Nguyên. Mến chúc cho tất cả các nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nhé quý vị nhé. Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị rất nhiều.